để xem. 20 tốc đánh luôn. 20 tốc đánh là hơi nhanh nhưng mà 10 thôi này. Đấy thì mình vẫn cố gắng đẩy lên. Vâng, đẩy lên nào. Bu. Xin chào các bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với mình là Dung đã đây. Hôm nay tiếp tục với Stick World Legacy, thì có được gì quả nhất để dùng like mình xem được nhá. Ok, thì hôm nay mình sẽ chơi về zombie được không nhỉ? Bởi vì mình vẫn chưa lấy được cái, mình vẫn chưa lấy được mật khẩu nên mà hơi đáng tiếc một chút. Nào quay một tí nào. Tinh 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 tinh. Ôi giời ơi, thứ cái này. Nào, cái gì đấy? Giảm giá à? Cái gì? 10 game 19% tỷ lệ là mà 20 game 10% Minor Goldust 10% Gold Mine. Minor Goldust á, nó khác gì không? 10% này nè mà. Ghê gớm xem nào. Cũng thế nè mà. Xem nào, quấy cái quay dương này sẽ cho tỷ lệ nè mà. Nó giống nhau à? Nice. Ok hả? Wow, hóa đây là ra đây là một trang mua bán quần áo xè tẹt của Legacy cho những fan. Ok, cái gì đây? Các bạn chỉ cần bỏ ra 2 triệu thì các bạn sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì bạn sẽ có 2 triệu hơn kim cương, tắt quảng cáo mất 52.000. Nghe thì ghê gớm không? Tiền đấy, có cưng với nhau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng 1 tỷ này mà, đấy, đúng 1 tỷ luôn. Mình định làm zombie nhưng mà không có kỳ thì làm zombie nó rất là lâu rồi nhưng mà hôm nay mình sẽ làm về giáo ấy nhá. Ok, vừa vào chúng ta sẽ có giáo ấy nè mọi người. Cái gì nào? 10% sinh lực mỗi cấp và 10% xác suất chặn sát thương này, 25% xác thương rồi đến giáo mỗi cấp, 20% sinh lực này. Không hiểu tại sao mũ đầu lại tăng 20% sinh lực. Thì ra mà chọn cho chết rồi bú bèm bà. Nào, mình nhớ con này là khi hẹo nó sẽ được hồi sinh ra một con zombie gọi là gì nhỉ? Bèm, ui xin cũng tới chọc giữa khe này mà hảo làm tới đây không biết được rồi. Nhân 62 đam mình nhắm nhá, đây là đam 62 đam nhá. Xem nào, ném phát nào. Boom, 400 đam, quá ghê gớm. Xem nào. Ôi, cụm đầu có 52 đam thôi nè mà, hơi ít đi nè mà. Ok, mình sẽ cho bọn này lên nó ném cái. Mình sẽ dùng lại. Chiên. Ôi, tỷ lệ ném giáo của nó nhiều thế. Win the belly. U A Q. Đấy. Ui. Headshot. Nào xem nào. Lên đây, bọn zombie kia qua đây cắn hộ anh cái. Đúng rồi. Ok. Sao mày làm đánh tim nhân? Nhân này láo cái này rồi, hai con mà không ăn được một con nữa thì thôi. Thôi đây ra đỡ một tí này bạn, ra đỡ một tí. Nào bọn zombie, nào bọn zombie ăn hại thế. Ok, mình sẽ xiên hết bọn nào vàng đã em ạ. Đấy, nhiệm vụ là xiên hết bọn nào vàng để có thể trồi ra một thật nhiều zombie vào. Ok nhá, lùi ra phát mà thích làm gì ạ? Ok, từ để mình nhờ tăng tốc đánh lên cho nó máu này. Ok, một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai nhá, hiểu chưa? Đấy, nhân nào, một đống zombie nào. Sổ ai đây rồi, chống đi chống nữa đi nào, lần này chống được không? Nhân đã. Ui giời, đấy người ta gọi là ném đá xuống tay lộn ném xịt đi này mà. Ui tao bơ ui đánh không lên đam kìa. Đánh nó không lên đam lên đâu mà. Ok. Nói chung thì mình nghỉ tí thôi. Nào. Baby go again. Tum. Rồi, lên. Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Zamakazong. Đúng rồi, Zamakazong. Ok. Ái da, nó cười lớn nhỉ. Thì ra mà chọn cái chết rồi. Ok, mình sẽ bật cho nó vô ạ. Và ok. Nào, sau khi được bật vô hạn vàng rồi thì sẽ như thế nào nào? Úi dồi ôi, siêu đông lên mà.
Hôm nay em sẽ làm siêu đông giáo luôn. Đấy. Ok. Đấy nhá. Thấy nó chống gậy liên tục tục luôn cả. Ôi giời. Thôi được rồi em ạ. Đây rồi, mình không nói rồi. Không cần đi một thằng nào, một mình anh chấp hết. Ok. Oh yeah. Pew. Oh shit. If we go again. Đây là điều mà con lính thông thường hay làm em ạ. Đây là điều mà con lính thông thường hay làm này. Nó sẽ như thế này. Nó xiên địch bằng cách này. Oh shit. Nhờn hả mày. Con này nhiều đam. Hồi nhiều đam từng ứng với được hồi nhiều máu em ạ. Nhờn. Xin đi, đố xin ở đây. Xin đi, ấy sợi ui bờ lốc kìa em ạ. Xịn thế. Xịn quá. Nào. Boom, 400 đam hồi hẳn 80 máu em ạ. Rồi lên rồi. Đỡ nhờ thật đấy em ạ. Em nhìn nhá, cứ một đòn đúng không, một đòn nó không đỡ được này, một đòn lần này nó sẽ đỡ được em ạ. Không đỡ được à? Ok à, nhân này đông chưa. Boom, oh shit, if you go again, dum, bật vô hạn quân cho họ lên, bật vô hạn quân cho team địch lên. À thôi không cần đâu. Ui sợ, thế này mới là hảo hán nhá. Ừ, xài lên dum. Enemy treasure. Boom. Nhân. Lui thôi. Mình sẽ chờ bọn này hồi xong giáo cái em ạ. Bọn này hồi lại giáo cái. Rồi đấy, cái này hồi giáo rất nhanh em ạ. Đấy, nhìn thấy này, cầm kiếm này. Cầm kiếm đấy, rút đâu ra một con giáo. Phóng lợn dài 20cm, gõ đầu cái địch. Bam. Úi dồi ôi, thật lò. Đợi cho nó dồn và nó đánh cái em ạ. Đây. Rồi. Boom. Ghê gớm chưa. Phải nói là cực gắt. Ui follow. Phải nói là cực gắt. Ui. Xin hẹo một phù thủy rồi. Ngon chim. Đây rồi. Cơ hội. Oh shit. Thì mình go again. Mẹ vì bọn này nó hành cho sức mặt đây em ạ. Nào. Nhắm giáo nào. Piu. Ném bừa đi, chúng thằng nào chúng em ạ. Ok. Bật sức mạnh lên. Bật sức mạnh lên. Nhọt. Wow. Quá gì cơ. Tăng một chút tốc độ đánh lên em ạ. Tăng lên 10 em ạ. Đấy, tăng lên 10 nhá. Nhọt. Sức tin nó cũng được 10 rồi, thôi xong. Mình tăng nhầm tin nó 10 rồi. Thôi sao. Lần này tin nó sẽ được 10 tốc độ đánh em ạ. Để xem. 20 tốc độ đánh luôn. 20 tốc độ đánh là hơi nhanh nên mà 10 thôi này. Đấy thì mình vẫn cố gắng đẩy lên. Vâng, đẩy lên nào. Ui dồi. Không đổ được đó kìa. Bật ultimate Google cho nó lên nào. Ui dồi. Oh shit. If we go again. Không chạm được vào cộng đồng nách luôn em ạ. Ui dồi. Ui dồi, quá ghê gớm. Và đây là follow tilo. Ui follow. Những tình huống múa phải nói là cực khắc. Úi dồi. Bắt đầu đẩy lên em ạ. Ấy, chỗ đánh nhanh như thế này. Thành điện kiến điên như thế nào. Chưa kịp đứng dậy thì ăn ngay đoạn đập vào mặt. Úi dồi, Oh, shit. We go again. Dum. Vâng, đang dần dần bị dồn này. Mình ép góc em ạ. Ép góc đấy. Thì mình đang bị ép đấy. Úi dồi. Thằng này càng bị ép chặt lên em ạ. Nào, chuẩn bị nhá. Đến tình thế em cắt chặt như này rồi. Đây rồi, tôi ném giáo. Boom. Ok, ném đi. Rồi. Hay quá, một nghìn cây giáo được phóng ra. Nhưng mà có lẽ không ăn thua rồi. Địch cứ khỏe quá. Oh, shit. Không ngờ là có mức đấy đấy. Các bạn ạ, không, anh không bỏ cuộc đây. Đấy, em nhường ơi. Đấy, anh chơi thật à. Ok, tắt đi này. Giờ team mình chơi 10 tốc đánh này em ạ. Lên 10 tốc đánh luôn nhá. 10 tốc đánh luôn. Nào thì mình sẽ chơi cầm kiếm này đấy. Oh yeah. Đấy để mình thắng cái bọn này đã. Thằng trên con này mình phải farm mấy phát rồi chứ lệ. Ok. Nó có thể chơi với mình 90 phút cũng được. Tức là 1 tiếng rưỡi đi em ạ. Hơi kinh ấy. Cũng ghê. Mày chưa thấy anh ta lắng hả mày. Mày chưa thấy anh ta lắng hả mày. Đây để mình chờ thêm lính cái. Ok. Nào giờ lên mình ta lắng em nhá. Ta lắng
ta lằng. Úi giời, cực cắt. Phải nói là cực cắt đây này mà. Úi giời, không đánh được mình. Hơi non. Như cái lốp xe này này. Hơi non. Úi giời, lên lên nào. Đùm 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 đùm. Lên trên bơi bò nhảy lên này. Đấy, bọn này sẽ nhảy lên đây mà. Tăng đàn mà không tăng tốc đánh. Chết dở rồi. Nào, hy vọng thời gian nó hết nhanh nhanh một chút. Không là bọn kiếm sĩ chỉ dắt ở đây rồi. Bọn kiếm sĩ bắt đầu tràn lên với sức mạnh cuồng phong. Xong đau mơ ta. Bùm 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 bùm. Ôi dồi luôn. Một đống kiếm sĩ luôn. Nhờ. Ui, địch cũng đông không kém đấy nè mà. Địch cũng đông không kém kìa. Không sao thì mình vẫn còn rất là đông. Không phải lo đâu. Ui, thì mà đông quá. Sức mạnh của chúa. Ok. Nào. Lên quẩy trụ tân tim này em ơi. Ui, nó đông quá. Chết trời rồi. Nhơn. Bọn tương nghĩa người cũng lộ phải quy tiền một. Ok, nhơn. Lao tên nè. Ô, sao thầy không đánh lại người rồi. Tuổi tôm này. Ui, sẽ bắt đầu tràn vào đây em ạ. Ui, mình chụp bật con bút nhá. Con mua con hít lên. Liệu có bị bọn phù thủy nó hành không? Phù thủy rất ghê. Phù thủy đông hốt bút. Giá cho nhẹo đó. Kiếm sinh lao vào. Bay màu anh phù thủy luôn. Oh shit. Vì thế ok. Ok. Nào, đâm tâm 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 tâm. Oh yeah. Vâng, mình đoạn ta đã đi song song trên con đường bão táp. Tự dưng có mấy ông già thằng trẻ trâu đây. Wow, tự dưng có một cơn mưa rất to. Cơn mưa đang tràn qua rất mạnh. Vâng, thủ lĩnh người già đang nói với bọn trẻ trâu, trẻ xanh, trẻ đít đang làm việc cần cù siêu năng. Có làm thì mới có ăn. Vâng, có thanh niên tìm thấy vàng rồi kìa. Có thanh niên tìm thấy vàng rồi. Đấy, ui, có thanh niên bắt đầu tìm thấy vàng rồi đây mà. Đấy, chưa, có thanh niên bắt đầu tìm thấy vàng rồi. Vâng, tượng vẫn còn đấy. Phù thủy đang dùng sức mạnh của mình để có thể sưởi ấm. Từ đâu xuất hiện một con zombie. Nó láo giả. Ông không phải đâu em ơi. Mà là do em quên không mang skin mang cả dòng ấy. Vâng, ai ngờ từ đâu xuất hiện. Nó mọc lên một con zombie. Nó cắn lên em ạ. Vâng, anh kiếm sĩ và cụ già đều bị cắn. Nhưng bù lại, nhưng anh kiếm sĩ thì lại không thì sao. Đấy, chỉ bị xước da thôi. Nhưng mà cụ già thì lại bị hẹo. Tụi bây em chưa thấy trường hợp nào như thế này em ạ. Tôi thấy bình thường. Ok. Có zombie giai đoạn đầu game bình thường yếu yếu mà. Lo gì đâu nha. Nha, mình sẽ triệu ra một. Ok. Ô, đây có phải vô tận sắc sống đâu. Ô, sao mình sẽ thử tiêu diệt hết bọn này nhá. Đây mình sẽ thử tiêu diệt hết bọn này phát. Đây có phải vô tận sắc sống đâu. À. Nhờn, đây là mình sẽ lên để mình ấy kia nè bạn. Nhờn, lên, phá thế của nó lên. Ấu kìa, boom rồi. Đây có phải vô tận sắc sống luôn anh em nhỉ. Nó bị ảo à. Ơ, sao lại trong cái này. Lại nhá. Cực khó luôn cái nó máu. Ui giời, sao bỏ qua đây này, skip này. Đây nó bị lỗi em ơi. Rồi xong luôn. Còn chị nữ đâu mà khóc với sầu. Còn chị nữ đâu mà sống với nhớ. Ok, chị thử cho bằng mấy con này nha. Nó cảnh báo mình cái gì. Mình cũng sợ lên mạng để xem liệu bọn zombie này nó bắn được bao nhiêu đam mình nhá. Nghe nói là zombie level bàn 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Kinh gớm lắm, ghê gớm lắm nên em ạ. Ok. Cái gì đấy? Chống hết sốt ạ? À? Ờ, ok, chống hết sốt ạ? À? Ok, nào, cho anh giáo đây lên nào. À, anh xin hơi bị nhanh đi nhá, không có đâu này. Đấy, yên giống chưa? Đây nào. Nói chung thì bọn zombie này dễ càn quét thôi, mình tin là mình sẽ càn hết bọn này. Đấy, có một tí máu nữa đâu. Đấy, bình thường. Nó bình thường như cân đường hộp sữa vậy. Úi dạ, úi dạ, hồi máu liên thanh kìa. Ui, chiếc zombie là mặt trời lạnh nhanh hơn à? Hai nhà nhà, thành ra là mặt trời lặn lâu là do bọn zombie hết. Mặt trời lặn lâu là do bọn zombie hết em ạ. Tại sao bọn zombie nó không lặn sớm. Đây. Đấy, nó không về sớm. Nó cứ thích ở nhà cơ. Ok, được rồi.
Xong bao nhiêu con? 63 con điểm giáo à? 163 thì phải đúng rồi nhầm ạ. Ôi gì à? Ui, khỏe quá, cho thêm một đống con nữa thôi. Đấy, bằng này thêm ạ. Giòn, bọn zombie đào đất à? Thế gì? Những sát sống tối lại tìm ở đây là ngôi nhà xuất hiện ngay. Trôi dậy ở những vị trí ngẫu nhiên kê chất thương cho đến mỗi khi trôi dậy chống lên sót rất kém. Vậy thì con này thì hết sót rất kinh nhầm ạ. Nhân, nhân, ok. Ít thế, bọn này ít thế, nhân này. Ui giời ơi, tự dề này. Anh chỉ con này anh đi lên để xiên mấy phát thế này. Anh giúp một tay cho. Anh giúp một tay cho, đấy, giờ anh giúp một tay cho nhá. Nào, quay đít lại cho nó cắn luôn này. Cắn lên đây, cắn lên, đúng rồi, cắn mạnh lên, cắn mạnh lên, yếu thế. Này này. Đẩy cây, 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 em tìm mình đẩy cây không? Rồi này bó luôn, rồi, đêm này vẫn chưa qua, đêm nay tối lâu thế. Ồ, sao mặt trăng lại nhanh vậy? Ồ, sao đây tự dưng mặt trăng, ôi mặt trăng vẫn còn đằng sau dòng núi này. Anh biết cái giấy rồi nhá, không lừa đàn đâu. Rồi, mình sẽ chơi tiếp, đấy. Mình sẽ chơi lâu lâu một ít này em ạ. Ở 250 con giáo. Yeah baby. Ok. Trời đó, máu luôn đây nè mọi người luôn. Nào lần này mình sẽ vượt. Ai à, zombie tu sinh. Ai zombie hay có bẩn. Khi mà đồng đội ngu dốt tham lam. Còn cái nịt đây em ạ. Nhờn. Tất nhiên là đồ ma cà rồng của mình nó kháng hiệu ứng độc rồi. Mình gì phải lo anh em nhỉ. Ui hơi non. Đấy. Mình tính cả rồi nhá. Tôm. Yeah. Não mình phải super khổng lồ thì mình mới tính được cái nước đi này. Mình không ngờ nước đi này của mình nó như thế. Vâng. Rồi để xem nào. Ui giời. Một lao mà hét thoạt luôn kìa. Nào ném nữa đi. Sao không ném nữa. Ném nữa đi. Ok ok. Nhớ nó mày. Nhớ nó tao mày. Ta lắm. Ta lắm ta lắm ta lắm. Ta lắm. Ui sỏi đứng yên một chỗ đây mà. Ui ui đứng yên một chỗ đây mà. Ui thắng rồi. Tức là nhiệm vụ của con này chỉ việc là nhiệm vụ của mình chỉ việc là sống sót qua những màn đêm thôi mà. À đơn giản thế thôi à. Ok. Ghê gớm quá ghê gớm. Nào lên trên này nào. Ô sao nó chậm vậy? À quên mất đang bật ultimate mà. Bật ultimate này đấy chậm hơn bình thường ngay chứ. Nhanh lên. Đây đó. Oh yeah. Oh yeah. Xem nào. Mấy cái đêm thứ tư đây em ạ. Đánh hộ, đánh hộ, đánh hộ em. Đây người ta gọi là dịch vụ đánh hộ thuê. Đây mình sẽ cho bọn nó ném. Ném đi. Ném nữa đi. Đúng rồi ném nhiều lên. Hơi non đây em ạ. Đây. Quay đít lại chúng nó ném đây. Quay đít lại nhá. Đau đấy, đau đấy. Đau đấy nè. Đau đấy, ui xời. Hồi phút cây. Wow, thật là ghê gớm quá đi thôi mà. Ui giời ơi. Lên đây anh cần tất. Nào, bơi hết vào đây nào. Bơi hết vào đây đi nào. Quá nhiều là, ngoài là thanh niên muốn đi bơi này mà. Wow, hoàn thành nhiệm vụ killer 100 zombie rồi. Killer, ồ, 100 nhìn một con zombie. Ok. Ok, ok, nào lên full này nè bạn, nâng lên tất đi. Nâng tất lên cho nó đẹp thôi. Ok, ok. Ok nè bạn, rồi, bây giờ mình sẽ vào đây và mình ấy nha em nhá. Nào, mình tìm cái nào, cô lấy một cái dương nữa này. Cái gì ta, đâu rồi ta, quên mất tên rồi ta. Ở đây, mang hết vào đây em ạ. Đây nhá, mang hết vào. Mang hết đồ ma cà rồng đây. Thì nó sẽ ăn được cái con tượng đấy. Con tượng sẽ cầm cái này, mình không hiểu cầm cái này để cái gì. Nó là cái đai đấy, kiểu cái đai tiên dương ấy. Đỏ đen luôn em ạ. Ok. Úi sợ, úi sợ. Ui đông chưa nè, 250 con cơ mà. Đông chưa. Nhìn đấy, đây là team mình đang đánh hổ đêm đó nhá. Ui. Ui một đống láo lao luôn. Sao sao mà mình vẫn chưa thấy cái con mình vẫn chưa thấy cái con à đèo zombie ta lằng. Cái gì sát sống nhảy. Sẽ bổ nhau thì địch sẽ nhảy qua các đơn vị địch hàng trước của bạn nhanh nhất trong tất cả các sát sống. Nhắm đến mục tiêu sao gây choáng rất kém. Trông choáng rất kém à. Đấy. Anh là khắc hệ này. Mình là khắc hệ của nó anh em ạ. Đây này. Mình là ấy này. Ok. Mình là ma cà rồng này. Trông choáng này. Đây.
Đấy, tụi tôi luôn vui giải yeah. Tướng cái gì này? Ui, đầy cây nhá. Đầy cây riêng với thằng mất con này, anh cần một chục tướng nhá. Bọn này nó hay móc lốp mình thế nhỉ, khó chịu quá. Bơi vào đây, đúng rồi, đông lên. Ui, đầy cây luôn. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Xem nào, ui giời. Quá dễ. Đấy, sống sót qua đêm thứ 5. Không biết là trong cái này còn có nhiệm vụ gì nữa không, chứ còn sống sót mới qua mấy đêm này. Bình thường 1, 2, 3, 4 nhá, 4 con này nhá. Xem nào, 4 con này thì liệu nó có thể gọi là chống được không nào? 4 người khổng lồ mặc cường. Ây à, đêm nay sấm sét. Còn gì đây, toxic à? Lại thích toxic à? Nhờn. Ui giời. Nhờn hết thọt. Lao hết mà, hết thọt. Ok, mình sẽ lên con này. Nào, một mình anh chớp hết. Bơi hết vào đây, đúng rồi. Boom, bam, bạc, theo. Mình biết đầu độc mà lo gì đâu nha. Ném đi, ném mạnh lên. Ném đi, này mùi dẫn này. Ui, 20 máu. Ô, mưa đa. Rồi, xong. À, quay đi lại cho nó đấy này. Quay đi lại này mà. Đấy, quay đi lại sẽ bị ném đau hơn nhá. Oh, shit. Mặt trời lặn rồi. Không ổn rồi. À, lộn, mặt trăng lặn chứ nhỉ. Ui, mẹ, tại sao mặt trăng lại lặn đúng cái lúc. Lại lặn đúng cái lúc mà mình đang định xử hết bọn kia. Hảo mặt trăng. Thế mới là hảo hán chứ. Nào xem nào, con này khổng lồ mình đâu. Mình tí máu kìa. Triệu hồi là 1, 2, 3, 4. 4 bàn medic thôi. Điều khiển 1-3 nha mạ. Đây, điều khiển 1-3 thôi. Lên hồi máu cho tôi sợ. À này, hồi phun máu này. Tập ba. Ok. Bà không hồi máu à? Tại sao? Ô, tao lại bị ấy rồi. Bị phụ nữ chê rồi. À đây rồi, phụ nữ. Ui giời, phê pha. À, đây rồi. Chậm, nhiều giáp và máu. Chuyên chống đơn vị tầm xa. À, anh cũng là phiên bản trước của chú đây. Hello, mình phật cỡ. Cú, A, Q. Ok. Mình phát ạ. Oh, shit. Bọn này trâu thật đấy em ạ. Nhưng mà nó không có cửa. À, chắc không cho bọn này đánh một phát nào nhá. Không cho bọn này đánh một phát nào luôn ạ. Đấy, đánh nhưng mà ít mất máu. Đây rồi, cơ hội để giết hết bọn này. Nhanh. Nhanh lên. Mưa đa. Wow, úi trời ơi, tiêu diệt hết một hàng lên mà. Cái đàn mỗi đêm thắng nhanh. Không lâu lắm anh em ạ nhỉ. Mình cứ tưởng mỗi đêm sẽ thắng lâu cơ. Ok, mình sẽ cố gắng lên được bàn 400, 500, 1000 các kiểu anh em ạ. Mình sẽ chiến top người ta. Cứ 400, 500, 600, 1000, phê lắm. Lên bọn này chơi. Rồi, được rồi. Lên xuyên trước để mình gặp hết zombie anh em ạ. Đến cái con zombie đấy là hết rồi. Ui, tập ba. Nhân. Nào, lên tiếp. Piu, né chưa? Ôi, bọn này không né được em ạ. Nào, mình sẽ qua đây mình xuyên hết. Mình đẩy hết bọn giáo này về em ạ. Đẩy hết cái bọn đấy về. Nhân. Piu. Ôi, bọn kia ném bách phát anh chúng à. Ok. Cứ ủi cái bọn zombie này là được. Kệ con kia thích ném gì thì ném. Úi xời, không vào được. Ui, làm gì mình có cửa đấy vào. À, thật ra con này. À, từ chết cha, quên. Cái ném giáo. Piu. Ok, ném xịt ạ. Chỉ ra mình cứ chết. Nhờn. Ui, không kịp nhảy vào. Ui, hơi non. Ui, giải ấy. Cô trâm cuối cùng. Em thấy mặt trăng lặn lặn sau cái hàng cây không? Ui giải. Game bị lỗi đấy, mặt trăng lặn sau cái hàng cây đấy. Ok, nhanh lên một chút đây em ạ. Mình cần lên bàn thật nhanh vào. Đấy, mình sẽ cố gắng lên bàn 9, bàn 10, bàn 100, bàn 200 ấy. Đấy, mình xem trên người ta hay làm ấy. Đấy, ui xùi, zombie ném 2000 đam. Khỏe à, cực khỏe à. Nào. Ui, tầm bờ. Ui, nào. Piu, đánh xung xa. Đấy à, mình sẽ dồn vào góc này để mình đẩy hết bọn này đi. Nào, nhờn. Ui, đông đấy, yeah, đông đấy. Ui, quầy. Cũng đông này mà. À, hóa ra nay hôm nay là một ngày dông bão ấy nha mà. Mà ngày dông bão thì sao? Ngày dông bão thì nó sẽ ấy nha mà. Nó sẽ kiểu như là nó sẽ nhiều zombie hơn bình thường.
bình thường một chút thôi, không nhiều lắm đâu ạ. Đấy, em có nhận ra gì không? Tầm đánh con giáo này rất xa. Mình đứng đây cái giáo nó chắc nó chẳng có chỗ này thôi mà nó xuyên này. Ném phát ạ. Piu. Ô xin tôi. Ồ, chán. Mình có ok rồi. Xong đêm 9 rồi, giờ sang đêm 10 em ạ. Ủa 200 sắt sống rồi. Nào, có vẻ là chơi hơi dễ nhỉ. Mình lúc đầu mình cứ ở đây này. Mình sẽ triệu hồi thêm bọn này. Hay à, chưa gì đã có bọn mất dạy kia đấy rồi. Cái bọn mất dạy nó đào đất nó chui lên đây này mà. Nhờn nhờn, đi đường chính điện không đi đi này, chơi trò đào đất à hả? Này thì lại chơi trò đào đất của chúng tôi này. Này nhờn này này, mình sẽ nhìn cái người khổng lồ lên. Dạ, bọn này ra ba, cái tội lắm, tuyết lắm đào đất tìm mình. Này, anh biết là dạo này anh nhà anh không thú run không? Nhà anh không thiếu run đâu hả? Sao cần nhìn cái chú đào đất hồ anh à hả? Nhờ để nhà anh không thiếu run đâu nhá. Đấy, run đâu nào, siêu năng hơn nhá. Ui là Santo, Santo một vòng anh em ạ. Boom. Ok, nói chung thì thắng khá nhanh. Trận này chỉ có mỗi mấy con đào hầm thôi anh em ạ. Gì? Lên, nhờn, nhờn. Cái gì? Choi River. Cái mình không hiểu. Ồ, đấy sao lại? Oh shit. We go again. Ok này bạn, tiếp nào tiếp nào. Hơi non, hơi non. Lạc lạc à. Rồi. Nặng bao nhiêu con này, chắc là nặng lắm anh em ạ. 324 con. 325, 326, 327, 328, 329. 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350. Lên 350 thì là mà lạc lắm. Ok, mới có đêm 11 thôi mà xem nào. Bọn zombie đánh đau chưa? Mặc dù đây là mình đang để ở chế độ cực khó anh em nhá. Xem nào. Xem bọn zombie nó bắt đầu đánh đau chưa nào. Bao nhiêu đam đây? 49 đam, ui đam tăng rồi đấy, tăng đam rồi nè mà. Ui tăng đam rồi, tăng đam rồi. Thôi, không kinh thần mày rồi. Máu trâu đi nè mà, trâu vai. Đánh nhanh như thế mà không nhạo kìa. Ok, chuẩn bị này. Good mode, bật lên. Đấy. Bây giờ mình sẽ bật good mode lên em ạ. Con hit luôn này. Cái đám kia hơi đông nhá. Ui, sao nhìn mấy cái đám đông đông mình. Cứ ngứa mắt đi nè mà, ngứa mắt lắm. Nhưng mà có làm được gì đâu. Úi giời ơi. Ok ok thế nào. 350 con. Hồi phun máu em ạ. Đây. Hồi máu nào. Máu đâu. Máu trên trời đâu. Mình sẽ về để cho bọn kia hồi máu cho đầy em ạ. Cho nó đầy, gọi là đầy bình nha. Quên mất. Bọn mình đang ở chế độ bất tử mà. Hồi sao đầy bình nhờ. Hồi sao đầy bình đây em. Em thấy không? Tao tạo ra một, đứng gần sẽ tạo ra một quả cầu, giống kiểu quả địa cầu ấy, đứng xa xa một chút thì nó sẽ kiểu sẽ bị lè kiểu màn hình ảnh giật đấy. Bây giờ mình sẽ chỉ ứng thủ thôi, kệ cho nó. Ai à? Cần một con nào đó để lên đánh nhau vào này. Đây rồi, lên đây. Bơi hết vào đây. Phê quay nè mọi người, này đông lắm. Mọi này đông lắm anh em ạ, đầy rậm phát nhá. Hồi 800 đam liên tục, 800 máu liên tục này. Đấy, việc chúng ta cần làm nó chính là phải lên thành quét hết bọn này. Oh yeah. Rồi, xong. Mà thôi, chắc cái được mình đây là kết thúc bạn. Nếu bạn làm video này, bấm nhận dùm like và share được ký nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.